Chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người làm món bánh sushi. Món bánh này thì ăn rất ngon và dễ làm. Và nếu mọi người muốn biết công thức và cách làm thì hãy vào bếp cùng mình nhé. Và đây là những nguyên liệu để làm bánh sushi. Lá dứa 50g, bột năng 120g, đậu xanh 70g, đường cát 85g, dừa sợi 60g, dầu ăn 10g. Trước tiên mình đi cắt lá dứa để mình xay. Và lá dứa thì mình sẽ xay lá dứa nhỏ, nó sẽ thơm hơn là lá dứa lớn. Lá dứa lớn thì là lá dứa trâu á, cho nên là nó không có thơm. Xay lá dứa thì mình chuẩn bị 80ml. Và mình xay lá dứa. Và mình xay dở dang là mình đổ thêm á, thì nó dễ xay. Là bây giờ mình bỏ thêm vô mình xay nè. Chứ nếu mà xay một lần thì khó xay lắm, không xay được. Xay lá dứa xong thì mình lọc qua cái rây. Và mình cũng lọc qua một lần nữa. Tiếp theo mình đi nấu đậu xanh. Mình đổ vô đây 200ml nước để mình nấu đậu. Đậu xanh của mình lúc này nó chín mềm rồi và nó nguội rồi thì mình xay đậu này. Đó, mình bóp như vậy à, nó mịn ra là được rồi. Và đậu phải nguội mới xay, xay nóng là sẽ bị hư cái máy xay á, nó cùn cái máy xay á. Tiếp theo là mình đi xên đậu. Mình cho vào đây một xíu muối thôi này, bằng hột bắp thôi này. Và 10g dừa sợi này. Dừa sợi này mình mua ở ngoài hàng bán dừa đó. Và hương vani. Mình cũng cho vô 1/3 muỗng cà phê hương vani thôi. Và hương vani thì không có vẫn được, không sao hết. Và đường đó là 25g đường này. Dầu ăn á thì mình cho vào đây khoảng 5g cũng được. Mình ăn ít mình cho khoảng 5g dầu ăn thôi. Ta có thể cho 10g cũng được. Và giờ mình bật bếp mình xên đậu. Và mình xay với lửa nhỏ. Cái này nếu mà ta không có cối ta có thể đánh đậu vẫn được. Mình nấu nhừ nhừ mình đánh dễ lắm. Đậu xanh của mình lúc này á, nó thành cái viên như vậy là lăn qua lăn lại được. Vậy là được rồi. Mình tắt bếp rồi. Đậu xanh của mình bây giờ mình chia được 6 viên. Tiếp theo mình làm đến phần bột. 120g bột năng, 40g nước lá dứa, 190g nước lọc, 50g dừa sợi và đường 60g đường. Mình cũng cho vào đây một tí teo muối thôi, gọi là có bằng hột bắp muối thôi. Bắt đầu ta đem nấu này lên. Trước tiên mình cho cái bột này nó tan với nước đã. Thôi nếu gì bật bếp lên nó sẽ cháy á, bột mình chưa có khuấy. Mình khuấy cho nó hòa quyện với nước đã. Bột và dừa mình, bột và nước mình hòa quyện với nhau. Mình bật bếp lên và mình để lửa nhỏ. Và mình khuấy luôn tay. Và bột của mình như vậy là sắp được nha mọi người. Đó, nó đặc đặc như vậy là sắp được rồi. Mình không cho đặc quá nha. Đó, mình tắt bếp được rồi đó. Và mình cứ về mình khuấy nè. Mình khuấy để lát đó mình đổ vào khuôn. Cái này là mình bắt xuống được rồi. Mình bắt xuống khỏi bếp. Và bây giờ mình khuấy nè. Cho bột mình nó không có dính cái đáy chảo nữa. Đó, bột mình nó keo keo như vậy là được rồi. Là lát nữa mình đổ nó khuôn mình hấp. Mình dùng cái đũa mình khuấy nó dễ hơn. Và bột của mình như vậy là được nha mọi người. Đó, nó sệt sệt như vậy là được rồi. Nó mềm mềm dẻo dẻo như vậy là được rồi.
Bây giờ thì mình thoa dầu ăn vô cái chén này, để mình đổ bột vô mình hấp. Mình thoa trên cao rồi luôn. Bây giờ thì mình múc bột đó, mình cho vào cái chén như vậy này. Nếu mà ta trường hợp ta nấu đặc quá, ta có thể cho thêm một chút xíu nước á, là mình không quậy cái bếp nữa mà mình để ở dưới cũng được, mình đổ thêm một xíu nước mình quậy đó, nó ra thì nó sẽ mềm ra. Đó là trường hợp mình nấu đặc quá đó, mình múc không được á. Và bây giờ mình bỏ nhân vô này. Mình có thể cho nhân nó bẹp bẹp như vậy nè, mình bỏ vô. Bây giờ thì mình đổ thêm một lớp nữa vô. Bây giờ mình xếp vào khuôn và mình đem hấp. Và đây là bánh mình hấp được 15 phút rồi mọi người. Nó trong vậy là được rồi, mình tắt bếp. Bánh của mình nguội hoàn toàn rồi, bây giờ ta bắt đầu gói bánh này. Mình lấy cái vét bột á, mình xới lên như vậy này là bánh mình nguội rồi đó, thì mình mới gói được, nó không có ra mồ hôi và nó lại dễ lấy bánh ra nữa. Và bánh mình gói rất là to luôn á. Mình đây là lần đầu tiên mình gói bánh đó, mình xới như vậy. Và mình đưa nó ra đằng sau á. Đó, mình có cái bánh. Và đây là bánh phô thê mình mới làm xong. Video của mình đến đây là hết. Chúc mọi người thành công. Nếu mọi người thấy thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.